Năm 2022, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, nhờ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư, đảng ủy khối các cơ quan trung ương với tinh thần tích cực, chủ động, đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết với số lượng hơn 2.200 đảng viên sinh hoạt tại 68 tổ chức đảng, gồm 22 đảng bộ cơ sở, 29 chi bộ cơ sở, 17 chi bộ trực thuộc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, được tổ chức chia thành 4 khối gồm quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Năm 2022, Đảng ủy bộ đã tổ chức 5 hội nghị ban chấp hành, 13 hội nghị ban thường vụ Đảng ủy bộ, 12 hội nghị trực tuyến về học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết kết luận về nghị quyết Trung ương 5, nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 của Đảng, tổ chức bồi dưỡng chính trị cho 44 đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 55 đoàn viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 185 đồng chí của các tổ chức Đảng trực thuộc, vân vân. Nhìn chung, các mặt công tác chính trị tư tưởng tổ chức cán bộ kiểm tra giám sát dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực ngày càng hiệu quả cán bộ đảng viên người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu Hội nghị đã thống nhất cao về những phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ. Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023 hướng đến việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cấp mặt công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương.